nào còn trước nào sướng. Đây lại nay nó phải ghe nha bạn, phải ghe như là bọt kéo xe vậy đó. Bây giờ về với cái xứ đất cát rồi, xứ đất cát cũng luôn là cái xứ cũng là cái xứ dình đê luôn. Ở đây là Tân Hồng, Đồng Tháp, đồng này là đồng đuôi tôm. Ô này dài sọc luôn trời, đang chạy đất đất dây nha các bạn, hai cầu 5-3-10 quá, 5-3 không 5-3 thì 5-6, 5-3 5-6 thiết kế nó như nhau, thiết kế của dòng 5000 Tensori mà. À, đã chưa sướng, gặp nay là khoái xong. Quay phim. Dạ. Sao này sao nghe đè nè. Bầu chứ không phải vua nha các bạn. À, hai cầu là khoái các bạn. Đất này ngâm dịch. Gạ rồi nó gục hết rồi. Rồi John Deere 5310 sử dụng động cơ John Deere 3029 là 2.9 lít đến 30 là 3 máy đó. 3 máy piston 106 106,05. Công suất là 53 ngựa. Hai cầu này thì nó là nặng 2 tấn 3 nha các bạn, giống 2 tấn 4 nha các bạn. Dòng mấy dòng John Deere ở thị trường Việt Nam mình đây thì xài là vỏ 16-9 trở lên không à. Cho nên nó nặng tới 2 tấn 3 gì 16-9 28 đó. Còn cái dòng xài vỏ 14-9 thì nặng chỉ có 2 tấn 1, 2 tấn 2 thôi. Cái này là cái dòng bè nè, bờ ở đây nè. Máy chạy tuốt dưới rồi. Hai ô này đây các bạn, cái ô mới sới rồi nè. Hai ô này chạy dài, có bờ giữa. Cái này phá bờ luôn mới sướng. Đó, giờ sọc tuốt cái này nè. Nó quay đầu rồi đó. Cái dòng John Deere 5310 là cái dòng được đánh giá là ngon nhất nha các bạn. Có thể nói là nó là bền nhất đó. Trong mấy cái dòng là 5310, 5055, 5065, 5075. Có riêng cái dòng 5075 là mình nghe có hai trường hợp là đổi động cơ, đổi máy. Trường hợp có một trường hợp đầu tiên là đổi hai lần máy luôn. Máy từ lúc mua là một lần. Rồi sau đó thêm đổi máy thêm một lần nữa. À, còn sót con đường đây. Rồi còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp gác máy 5310 gắn tục bồ vô thì chạy cũng như 5075 bình thường, nó không có gì. Chỉ có duy nhất cái dòng 5310 này ít nghe lỗi, ít nghe chê nhất luôn. Wow, cái hờ dồn điện hờ chạy xuống nè các bạn. Con này tháo hai cái lan can à. Cái xứ dồn điện này đây, tao nói dồn điện lốc đen, đa số lốc đen, 5310 lốc đen là nhiều. 5310 thì nó cái năm sản xuất đầu tiên của năm 1998 là cái năm 97 là xây dựng nhà máy ở Ấn Độ đó. John Deere này ai nói máy châu Âu là không đúng nha các bạn. Cũng có thể nói là máy châu Âu, nhưng mà máy châu Âu là có nghĩa là máy nó được sản xuất ở khu vực của châu Âu, ở châu Âu, ở thị trường của châu Âu ấy. Chứ thực ra cái máy dòng John Deere ở Việt Nam mình xài ở đây là máy châu Á, sản xuất ở Ấn Độ và Nam Á. Còn cái gốc của John Deere là gốc Bắc Mỹ của châu Mỹ á, là bên Mỹ bên đó. Cho nên nói mấy con này châu Âu là không đúng nha, nó là dòng châu Á của Ấn Độ, nhưng mà vẫn gọi máy Mỹ, thương hiệu John Deere, sản xuất theo tiêu chuẩn với công nghệ của John Deere, chỉ khác là khác cái khu vực sản xuất thôi, khác cái địa lý thôi.
đồng ô này đó, hai ô này chung mà chạy liền luôn. Nào còn trước nào sướng. Giờ này 2m2. Ít cát mà một sức mà chạy, một sức mà sớ luôn, không có lo lúng. Cái mùa này thì người ta sớ nhiều các bạn. Chứ mấy đồng này mấy đồng cài, mùa đông xuân cài dữ lắm, cài phơ rồi mới sớ. Vô cái mùa mưa này sớ không luôn. Nó chạy dòng bìa vô bên này nè. Làm mình làm chài, làm chài ra chài vô. Năm ngàn Tensuri nha các bạn, 5000 có nghĩa là 5003 đó. Tensuri là số 10 mà sao đó, là cái dòng 10 Suri. 53 ở đây là 53 ngựa, 53 ngựa ở thị trường châu Á thôi. Thị trường châu Âu thì nó không có xài số 53, thì châu Âu nó có turbo, nó lên tới 64 ngựa lần. Còn cái dòng 53 10 đời mới của Ấn Độ là nó thuộc dòng E series. Là thiết kế nó giống như mấy thằng 5055, 5065, 055 đó, có cánh gió ở đây nè. Không có xài cái ốp lưới kiểu này. Nó xài cái mặt nạ tròn đó, cái ốp lưới tròn đó. Thì con đó nó có turbo luôn là 55 ngựa. Năm 30 đời mới đó, sản xuất là năm 2018. Dàn này hạt phủ bì là cỡ 2m3 lận á. Năm 30 nhưng mà nó thuộc dòng E series. Nó xài số 5310. Có turbo thôi chứ không có gì, có turbo lên được 55 ngựa. Mà không biết nó tùy biến kiểu làm sao, nó tùy biến lên chỉ có được 55 ngựa. Nhưng mà nó bù vô, nó sẽ bù vô tua. Có thể là bù vô tua máy hoặc là bù vô moment sắn. Moment sắn có 5310 không turbo này nó tới 190 hay 92 Nm lần. Có thể thằng 5310 nó của dòng E series đó, nó có thể lên được tới 200 hoặc 220. Đón là vậy thôi, chứ thực ra để muốn xem thông số đầy đủ của mấy con John Deere này phải vô cái trang của John Deere các bạn, trang của John Deere, nhưng mà phải xem bên cái phần hướng dẫn sử dụng á, manual á, chứ xem trên trang chủ nó chỉ thông số cơ bản thôi à, thông số giới thiệu thôi. Ô này chạy dài cái này chắc cũng phải 6 công quá. Dòng bìa lần hai của cái bờ giữa nè, còn dòng bìa ngoài là vô dòng thứ ba, chuẩn bị hết dòng này đi qua dòng thứ tư. Năm 0 45 50 là thuộc dòng D.
Nó cũng máy 3 này luôn, 3029 luôn. Hơi má này xa xa nghe là biết John Deere liền. Đất cát xấu sướng rồi, giờ đất cát mà không có gà nữa, một gà hết rồi. Đất cát này là xấu khô như ngọn đá nữa. Dân đi Hoa Lan thì hai dòng này số sớ nó chuyên gia xài là số 540 với 540E. Cái sọ này trước đây mình nó gặp hết lần rồi mà không nhớ gặp trên máy gì, cũng có quay nữa. Cái dòng 5003 hôm trước mình quay đó các bạn, là cái dòng đó nó trước dòng 53110 này nha. Thằng đó cái năm cuối, năm sản xuất năm cuối cùng đó là năm 97. Là nói tiếp năm 98 là dòng 5310 này được sản xuất đó. Cái thằng 5002, 5003, 5004 này mấy dòng nó cũng máy 3 này luôn, 3029 này luôn. Nhưng mà nó xài heo Tết. Còn mấy con đời mới sau này thì xài heo ti không à. Tới bờ trên nữa. Hôm nay nắng sướng luôn. Cái John Deere ở khu vực miền Tây này, cái con mà khủng nhất mình quay rồi là con 5715. Sao con 5715 mà con 5615? 5715 nó tục bô cho nên được tới 89 ngựa. Còn thằng 5615 thì nó chỉ có 78-79 ngựa vậy. Hai dòng đó thì nó xài máy 4 John Deere 4045. 4 máy 4.5 lít. Chạy thanh queo luôn, chạy sướng. Chắc lừ cho anh đi hả? Cái này, cái cát pha của cái đồng này nó hơi ít nữa. Nó có đồng bên chạy bò ở bên đó, nó mới nhiều, nó cát nhiều lắm.
ngon lành.